giám thị chúng con. Chúa bảo vệ gìn giữ tội chúng con. Chúa ban phước cho người giống trong Zoom, giống trên Facebook. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Đó. Xin thân ái kính chào quý ông bà anh chị em đã đến trong buổi nhóm ngày hôm nay để cho cảm ơn Chúa. Trước khi chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa thì con xin mời cô Đỗ sẽ dâng lên Chúa lời cầu nguyện trước khi chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa. Dạ, con xin mời cô Đỗ. Tối nay ai giảng gì vậy cơ Kim? Tối nay ai giảng Kim? Dạ, mục sư Noah. Dạ. À rồi. À, tôi xin phép được cầu nguyện. Cái lạy Chúa là cha kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Buổi chiều phước hạnh khi chúng con được ở trong sự diện của Ngài, chúng con được hát ngợi khen thờ phượng Chúa và chúng con cũng được nghe lời của Ngài nữa. Chúa ơi, con cầu nguyện Chúa xức dầu cho đầy tớ của Chúa là mục sư Noah. Xin Chúa ban ơn trên ông, xức dầu tươi mới trên ông để ông có lời của Chúa giảng dạy cho chúng con nghe, để lời của Ngài đem đến đánh động tấm lòng của mọi chúng con, để chúng con nghe, gìn giữ và làm theo lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa, Ngài xin huyết của Ngài bao phủ gìn giữ đầy tớ của Chúa đang khi đầy tớ Chúa đang giảng lời của Ngài. Con cầu xin huyết của Chúa Jesus bao phủ đầy tớ của Ngài. Cầu xin Chúa sai thiên sứ thánh của Chúa cùng gìn giữ gia đình của đầy tớ Chúa cũng như là bao phủ đầy tớ của Ngài. Chúa ơi, trong lúc mà chúng con thờ phượng, chúng con nghe lời của Ngài, chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa là xức dầu cho thầy chúng con, để cho lòng của chúng con hướng về Chúa. Xức dầu tươi mới cho chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Ngài. Chúng con lắng nghe lời của Chúa, những nghe, gìn giữ và làm theo lời của Ngài. Chúa ơi, để chúng con được lớn lên ở trong lời của Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin huyết của Ngài bao phủ chúng con, bao phủ thì giờ chúng con nhóm lại, từ giờ đầu cho đến giờ cuối chúng con ngợi khen Ngài. Chúa ơi, xin Ngài cũng mở mắt, mở lòng, mở tâm trí cho chúng con, mở lỗ tai chúng con nghe, để rồi mở lòng của chúng con đón nhận lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Vinh hiển thuộc về Chúa. Xin Ngài cũng ban phước cho mục sư Lý Huệ Bảo là quản nhiệm của chúng con. Nguyện Chúa Ngài ở cùng ông, ở cùng gia đình của ông, cô Trang với Lộc với Ngọc ở trong ơn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa Ngài ban phước cho thầy chúng con, những người nhóm trong Zoom, nhóm Facebook. Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng sức giàu cho từng người một. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng tất cả mọi sự vinh hiển lên cho Chúa và chúng con nói rằng chúng con yêu Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Đổi. Giờ này chúng ta hãy ngợi khen Chúa bằng một vàng vỗ tay thật lớn. Amen. Ở trong buổi tối ngày hôm nay. Hỡi các nước hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi cả muôn dân hãy ngợi khen danh thánh của Ngài, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, hằng có cho chúng ta mãi mãi. Chúng ta hãy đến với Chúa trong thời giờ này. Hallelujah. Hãy đến với Ngài, mong mọi người yêu Chúa. Với Ngài, hãy đến với Ngài, mong mọi người yêu Chúa, đứng gần gần lại, hãy ngã con về, ca tụng danh Ngài, đưa tay cao lên trong ngọn đèn thờ thánh, hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta, hãy đến với Ngài. Mỗi buổi tối thì lại mới luôn. Sự thành tín của Chúa ngày còn lớn lắm trên đời sống của chúng ta. Mỗi buổi tối thì lại mới luôn. Cho ai kêu cầu sang Chúa. Mỗi buổi tối thì lại mới luôn. Cho ai kêu cầu. Mỗi buổi tối thì lại mới luôn. Và sự thành tín của Chúa, sự thành tín Chúa lớn lắm Ngài cho ai.
linh của Chúa giờ thành tên. Chúa lắng lặng tai cho ai khấn nguyện để tha kêu cầu giờ thành tên. Chúa lắng lặng tai cho ai khấn nguyện mà bụng tôi tươi vui cho ai khấn nguyện. Chồng cha là sức mới còn, chồng cha là niềm hy vọng. Chồng Chúa hỡi cha, chồng cha là sự sống còn, chồng cha là sức mới còn, chồng cha là niềm hy vọng. Chồng Chúa hỡi cha, còn con cha bằng cha bạn ta cả đời xa vợ tròn cả tam xưa vợ tròn cả đời sống ta cả hy vọng con cùng ai Chúa. Chồng cha là sự sống con, chồng cha là sức mới con, chồng cha là niềm hy vọng. Chồng Chúa ơi cha, chồng cha, chồng cha là sự sống con, chồng cha là sức mới con, chồng cha là niềm hy vọng. Chồng Chúa ơi, chồng cha, chồng cha là sự sống con, chồng cha là sức mới con, chồng cha là niềm hy vọng. Chồng Chúa ơi cha, còn con vì cha ban ta cả sức lượng, còn con vì cha ban ta cả đời xa với tròn cả tam xưa với tròn cả đời xa. Chồng cha là sự sống con, chồng cha là sự mới con, chồng cha là niềm hy vọng. Chồng Chúa ơi cha, chồng cha là sự sống con, chồng cha là sự mới con, chồng cha là niềm hy vọng. Chồng Chúa ơi cha, chồng Chúa ơi cha, chồng Chúa, chồng Chúa ơi Chúa, chỉ chồng cha. Một ngày tươi mới, một ngày tươi mới, một ngày tươi mới cha đã ban cho ta, cha đã ban cho ta. Nào cùng mừng vui, nào cùng mừng vui, ta đến tôn thờ Ngài, ta đến tôn thờ Ngài. Hãy đến với Chúa, dân Chúa cha nhờ. Đến với Chúa, dân Chúa cha nhờ. Vì ngày hôm nay, vì ngày hôm nay cha đã ban cho ta một ngày tươi mới, một ngày tươi mới, một ngày tươi mới cha đã ban cho ta, đã ban cho ta. Nào cùng mừng vui, nào cùng mừng vui, ta đến tôn thờ Ngài, ta đến tôn thờ Ngài. Hãy đến với Chúa, dân Chúa cha nhờ. Vì ngày hôm nay, vì ngày hôm nay, vì ngày hôm nay cha đã ban cho ta.
trong thời giờ này. Chúng ta hãy đến với Chúa. Chúng ta hãy đưa đôi tay lên cao, chúng ta sẽ thờ phượng Chúa trong thời giờ này. Chàng đại sứ. Mời suy tôn thờ vua.
Xin mời bác tấm tướng sẽ cầu nguyện, đại diện cầu nguyện cho lời của Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Bữa nay ai giảng gì? Dạ, hôm nay là mục sư Noah sẽ giảng. Noah. Vâng. À, xin nội thánh niệm ý tôi để dâng lời cầu nguyện. Alleluia, lạy Cha Thánh, chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay chúng con bước trong sự hiện diện của Ngài. Để rồi chúng con tôn cao danh Thánh Cha qua lời ca tiếng hát của chúng con để tôn cao danh Thánh Ngài. Và chúng con tin rằng Thiên Sứ cùng với chúng con hòa đồng ở trên thiên đàng để tôn cao danh Thánh Cha. Và chúng con cũng cảm ơn Cha bởi vì chúng con được làm con của Ngài. Để rồi chúng con được gặp gỡ Ngài trong buổi tối hôm nay. Là Cha Thánh, chúng con cũng cầu nguyện ngày mai là ngày mà chúng con nhớ đến ngày phục sinh của Chúa đến để rồi
cứu chúng con bởi dòng huyết quý báu của Ngài để mua chuộc từng chúng con. Lạy Cha, chúng con cảm ơn Chúa vì buổi tối hôm nay lời của Ngài để đưa đẩy chúng con, chỉ dạy cho chúng con đường chúng con, để rồi chúng con biết mọi thánh ý của Cha để chúng con nghe lấy mà làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa cũng ban ơn cho những mục sư tài tớ của Chúa đến để dẫn dắt chúng con qua lời của Ngài. Xin sự sức dầu của Chúa đầy ơn trên ông, để rồi ông chia sẻ qua lời của Chúa để chúng con sứ điệp đặc biệt để cái kỳ lễ phục sinh của Chúa. Chúng con cảm ơn Cha. Cha ơi, chúng con cũng cầu xin Chúa và tất cả anh chị em chúng con khắp nơi để nhớ cái ngày kỷ niệm ngày phục sinh của Chúa, là cái ngày quý báu cho chúng con được làm con của Ngài bởi dòng huyết của Chúa. Vì vậy xin Chúa cảm động tấm lòng anh chị em cô bác của chúng con khắp nơi, để rồi ngày mai trở về hội thánh để cùng nhau phụng sự mà thờ phượng Chúa, để là nhớ ơn của Chúa đã cứu chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó thời gian còn lại cho Chúa và chúng con thành tín trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn bác Tám Tuấn đã dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban phước cho bác Tám. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì buổi tối ngày hôm nay. Chúa ngài cho chúng ta có cơ hội để chúng ta cùng học lời Chúa với nhau. Và đặc biệt là chúng ta sẽ dành thời gian cầu nguyện cho mục sư Noah để ông được tự do về để chia sẻ lời Chúa. Và giờ này họ thánh xin vỗ tay để chào đón đầy tớ của Chúa ạ. Dạ, xin Chúa sức chào ban ơn cho mục sư. Dạ, giờ này theo giao thì giờ lại cho mục sư Noah. Amen. Xin thân ái kính chào quý ông bà anh chị em, tạ ơn Chúa thời giờ quý báu mà chúng ta có được để thờ phượng Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Và cảm ơn Chúa rất là nhiều. Tôi xin phép được cầu nguyện trước khi chúng ta cùng nghe lời của Chúa. Cha nhân ái chúng con, cảm ơn Cha rất là nhiều vì ơn điển lớn lao của Ngài ban cho chúng con ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa vì tình yêu đời đời của Ngài, và cảm ơn Chúa vì ơn điển cứu rỗi của Ngài dành cho chúng con, và cảm ơn Chúa vì cớ Chúa Jesus Christ đã đến để tìm và cứu chuộc chúng con, những người bị lạc mất, và Ngài phục hồi đời sống chúng con. Và chúng con cầu nguyện để những anh chị em chúng con, những người lắng nghe lời của Chúa được rao giảng trong buổi tối ngày hôm nay, tất cả chúng con đều đón nhận ơn điển từ nơi Chúa, sức lực từ nơi Chúa, niềm hy vọng từ nơi Chúa. Và chúng con nhận biết rằng chúng con đang đặt đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ là đấng sống. Ngài đã chết và Ngài đã sống lại. Ngài là đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Và con cảm ơn Chúa vì Ngài phán với chúng con rằng Ngài đấng xây dựng hội thánh của Ngài, và các cửa âm phủ không thể thắng được hội thánh của Chúa. Và cảm ơn Chúa rất là nhiều vì những gì được rao giảng ra trong buổi tối ngày hôm nay đem lại ích lợi gây dựng thân thể của đấng Christ là hội thánh. Và cảm ơn Chúa vì ban cho tất cả quý ông bà anh chị em con tấm lòng được mở ra, tâm trí được tỉnh táo, để cho chúng con lỗ tai thiêng liêng lắng nghe lời của Chúa, mắt thuộc linh được mở ra để chúng con thấy được lẽ thật ở trong lời của Ngài. Và con cảm ơn Chúa vì có công tác của Đức Thánh Linh. Thánh Linh đến để dạy dỗ chúng con mọi sự, dẫn dắt chúng con vào mọi chân lý và hướng dẫn chúng con đi cho con đường ngay thẳng. Con biết ơn Chúa rất nhiều. Con tôn kính Chúa, tôn quý lời của Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa và chúng con hiệp một cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi có lời cảm ơn đến mục sư Lý Hoài Bảo. Em mời tôi để phục vụ quý ông bà anh chị em lời của Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Và thân ái gửi lời chào đến tất cả quý ông bà anh chị em hội thánh của Chúa, hội thánh Baptist Thiên Ái. Tạ ơn Chúa vì những cơ hội vinh dự để phục vụ lời Chúa cho quý ông bà anh chị em. Đầu tiên là sứ điệp buổi tối ngày hôm nay chắc chắn đem lại sự khích lệ, gây dựng, nâng đỡ đời sống quý ông bà anh chị em. Buổi tối ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý ông bà anh chị em liên quan đến loạt cái đề tài mà chúng ta thường hay nói trong những ngày này, đó là chúng ta nói về sự thương khó hay là sự chịu khổ của Chúa Jesus Christ, sự chết, sự chôn, sự sống lại của Chúa Jesus Christ. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi sẽ có bài chia sẻ để nói về sự thống khổ và sự thêm sức thiên thượng mà Đức Chúa Trời ban cho Chúa Jesus Christ thế nào, cũng như chúng ta có thể kinh nghiệm điều đó cho đời sống cá nhân của chúng ta. Chúng ta biết được rằng là ở trong vườn Gethsemane, Đức Chúa Jesus Christ đã trải qua một nỗi thống khổ cùng cực về phương diện tâm hồn của Ngài, về phương diện tâm trí, về phương diện cảm xúc của Ngài. Ngài đã đạt đến một cái mức độ mà vượt quá giới hạn của bất cứ con người nào sống trên đất này. Nhưng
Chúa Jesus Christ đã trải qua cái nỗi thống khổ đó về phương diện tinh thần, về phương diện cảm xúc, để Ngài chánh chiến ở trong tâm hồn của Ngài, và Ngài đã thắng hơn ý riêng của Ngài. Kinh Thánh mô tả cho ta biết được rằng là Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha rằng là xin cho ý Cha được nên chứ không theo ý của con. Điều đó có nghĩa rằng là Chúa Giêsu có một sự chánh chiến trong chính tâm hồn của Ngài, về một bên là làm theo ý của Ngài và một bên là làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha trong cái hoàn cảnh đó. Và tạ ơn Chúa, khi mà Chúa Giêsu đã vượt qua được cái sự thống khổ trong phương diện tâm hồn đó, thì Ngài đã sẵn sàng để Ngài đứng dậy và Ngài đã thuận phục theo ý muốn Đức Chúa Cha một cách hoàn toàn. Ngài tự dâng hiến chính mình Ngài để chết trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha. Chúa Giêsu có từng phán rằng là không ai lấy mạng sống của ta tự mình hiến mạng sống của ta tự mình phó mạng sống của ta và ta có quyền lấy lại. Nên chúng ta biết được rằng là Chúa Giêsu đã tự nguyện dâng hiến chính mình Ngài cho ý muốn của Đức Chúa Trời để làm cái giá mua chuộc cứu rỗi cả nhân loại này, và trong đó có quý ông bà anh chị em và tôi. Bây giờ chúng ta cùng đi sâu hơn vào trong bối cảnh ở tại trong đời sống Chúa Giêsu cũng như trong vườn Gethsemane, trong đêm mà Chúa Giêsu Christ chịu thương khó. Chúng ta biết rằng là trong suốt 3 năm rưỡi, Chúa Giêsu ở cùng với các môn đồ của Ngài. Ngài luôn luôn sẵn sàng cung ứng cho các môn đồ của Ngài những gì họ có cần. Ngài bảo vệ họ khỏi những kẻ thù. Ngài cho họ được giữ phần như là người đồng công ở trong chức vụ của Ngài. Họ có bất cứ thắc mắc nào trong đời sống của họ, Chúa Giêsu là đấng trả lời cho mọi thắc mắc trong đời sống của họ. Và không có chỗ nào trong các sách phúc âm ghi lại rằng Chúa Giêsu cần họ phải làm bất cứ điều gì, hay là họ Ngài phải nương dựa nơi các môn đồ của Ngài. Ngoại trừ chúng ta thấy được rằng là trong đêm mà Chúa Giêsu Christ ở trong vườn Gethsemane, lúc đó cái đêm mà Ngài bị phản bội như vậy, và Ngài biết rằng là cái giờ Ngài sắp sửa phải lên thập tự giá đã gần đến. Ngài biết được rằng là Ngài sắp sửa bị đánh đập, bị làm cho cười, bị phản bội, Ngài phải chết, Ngài phải vào trong mồ mả. Và về phương diện thuộc linh, Ngài ý thức rõ điều gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta nhớ rằng là Chúa Jesus Christ, khi Ngài đến trên đất này, Ngài đến như một con người. Và là con người, Ngài cũng có cảm xúc, Ngài cũng có tâm trí. Và Ngài cần các môn đồ của Ngài, họ như những người bạn của Ngài, để họ ở bên cạnh, để hỗ trợ Ngài về phương diện tinh thần, về phương diện cảm xúc. Và bởi cái đó nên Ngài đem các môn đồ của Ngài, đặc biệt là có 3 môn đồ thân cận nhất, đó là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Đây là các môn đồ thân cận nhất mà Ngài đem họ ra riêng. Và Ngài nói với họ rằng, các con hãy ở đây để cầu nguyện. Nhưng mà nếu quý ông anh chị em đọc trong Kinh Thánh, quý vị nhận ra được rằng là họ rơi vào tình trạng ngủ mê, bởi vì họ quá mệt mỏi. Cái lúc mà Chúa Jesus Christ cần các môn đồ của Ngài nhất, thì họ lại bỏ Ngài cô đơn một mình ở trong sự đơn độc của sự thống khổ. Và ở đây chúng ta cũng cần phải nhận ra được rằng là nhiều khi trong đời sống chúng ta cũng giống như vậy thôi. Nhiều khi chúng ta cần một ai đó bên cạnh chúng ta, hỗ trợ chúng ta, nâng đỡ tinh thần chúng ta, cảm xúc chúng ta, hay là về phương diện thuộc linh chúng ta. Nhiều khi chúng ta cần những người bạn về phương diện thuộc linh, mà cần những người thân yêu về phương diện thuộc linh để giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận rằng có những lúc họ không thể nào giúp đỡ chúng ta. Những gì chúng ta có cần không phải là bởi vì họ có ác ý gì với chúng ta cả. Nhưng mà chúng ta hiểu được rằng là trong những trường hợp mà họ khiến chúng ta bị thất vọng như vậy là bởi vì cớ họ chưa hoàn toàn hiểu hết về những gì chúng ta đang trải qua. Và nhiều khi chúng ta có những sự tranh chiến để phải thuận phục theo ý muốn của trời. Nhưng mà họ không hiểu cái cảm giác của chúng ta như thế nào, hay là cảm xúc chúng ta ra sao. Và đó là lý do vì sao trong những cái hoàn cảnh khó khăn nhất trong đời sống chúng ta thì có những lúc không có ai bên cạnh để hỗ trợ chúng ta. Nhưng mà trong trường hợp của Chúa Giêsu, chúng ta thấy được rằng là Chúa Giêsu đã rơi vào cái hoàn cảnh Ngài rất là đau đớn ở trong vườn Gethsemane. Lúc đó Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng giao rằng họ biết Chúa Giêsu đang đối diện với sự chánh chiến. Họ cũng muốn giúp đỡ Chúa Giêsu chứ, nhưng
họ không có hiểu hết về Chúa Giêsu, họ không hiểu hết về những cái gánh nặng mà Chúa Giêsu đang đối diện trong chính đời sống của Ngài lúc đó. Và vì họ không có hiểu hết về gì mà Chúa Giêsu đang trải qua, nên họ không có sự hỗ trợ đúng đắn hay là đúng mức cho Chúa Giêsu trong hoàn cảnh đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng là lúc đó họ đã mệt lả và họ rơi vào giấc ngủ mê. Và khi trong đời sống chúng ta cũng giống như vậy, có những lúc những người thân yêu của chúng ta, bạn bè chúng ta, gia đình chúng ta, những anh chị em trong Chúa chúng ta, nhiều khi dường như là chúng ta cảm giác rằng họ bỏ rơi chúng ta. Nhưng mà tôi khích lệ quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể học qua tấm gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Ngài không có ghim gúc, Ngài không có cảm thấy bị vấp phạm, Ngài không có cảm thấy bị tức giận về điều đó. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó, chúng ta biết được rằng là dầu con người không có hỗ trợ giúp đỡ Chúa Giêsu được, nhưng mà Đức Chúa Cha có sự giúp đỡ kịp thời kịp lúc để nâng đỡ, để thêm sức làm vững mạnh chính Chúa Giêsu trong hoàn cảnh đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngay vào trong phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng học với nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là trong Luca đoạn số 22. Nếu quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh xin cùng mở ra với tôi trong Luca đoạn 22 và chúng ta xem bắt đầu từ câu số 44. Luca đoạn 22 câu 44, Kinh Thánh nói rằng trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. Bây giờ tại đây chúng ta biết được rằng là sách phúc âm Luca do Luca viết ra, và ông là một bác sĩ, ông là một thầy thuốc. Và trong phúc âm Luca, ông dùng những cái thuật ngữ về phương diện y khoa để mô tả về những gì đã xảy ra cho Chúa Giêsu trong hoàn cảnh đó. Ông nói về việc trong cơn rất đau thương, và tại đây giống như là đang mô tả về trong cái tình trạng rất là thống khổ, đau khổ. Cái từ đau thương tại đây nó mô tả về một cái cuộc chiến, một cái sự dằn vặt mà một người phải nỗ lực để vượt qua. Và trong sự nỗ lực để vượt qua đó, nó có liên hệ đến sự đau đớn, nó liên hệ đến sự xung đột. Và sự xung đột tại đây là sự xung đột bên trong tinh thần của một người. Nó giống như là hai võ sĩ á, hai võ sĩ đấu vật với nhau, họ tranh chiến, họ tranh đấu với nhau để họ hạ gục đối thủ còn lại. Thì trong trường hợp này, cái hình ảnh về phương diện nghĩa bóng ở tại đây cho ta thấy được rằng là lúc đó Chúa Giêsu đang có sự tranh chiến trong tư tưởng của Ngài, về phương diện ý chí, về phương diện tinh thần của Ngài. Một bên là Ngài biết rõ ý muốn Đức Chúa Cha là Ngài cần phải dâng hiến chính Ngài làm sinh tế để chuộc tội cho cả nhân loại. Nhưng một mặt khác thì Chúa Giêsu Ngài không muốn bước lên thập tự giá. Chúa Giêsu không muốn phải bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu không muốn trả cái giá án phạt rất là nặng nề cho tội lỗi của nhân loại. Và bây giờ Chúa Giêsu đồng thời Ngài cũng ý thức được rằng là đây chính là lý do vì sao Ngài cần phải sinh ra. Ngài sinh ra là để Ngài dâng hiến chính mạng sống của Ngài làm giá chuộc cho nhiều người, cho nhân loại. Và về phương diện con người thì Chúa Giêsu là bị tranh chiến, đó là bởi vì có Chúa Giêsu không có muốn bị đóng đinh thập tự giá. Thực chất mà nói, không ai muốn bị đóng đinh thập tự giá cả. Không ai muốn bị chết rồi bị chôn, rồi phải 3 ngày ở trong mồ mả, rồi Chúa Giêsu lại đi vào âm phủ trong 3 ngày đó và Ngài chịu đau khổ trong âm phủ nữa. Và Chúa Giêsu khi Ngài nhìn thấy điều đó, Kinh Thánh nói rằng Ngài rơi vào một sự thống khổ về phương diện tinh thần, về phương diện cảm xúc, về phương diện ý chí. Và đó là lý do vì sao Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Và lời cầu nguyện đó chúng ta tìm thấy trong Matthew đoạn 26. Chúng ta cùng mở ra Matthew đoạn số 26. Thì ở đây Chúa Giêsu cầu nguyện, thật ra tức bắt đầu từ câu số 37, nhưng mà chúng ta sẽ xem câu 39. Chúa Giêsu cầu nguyện rằng là nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, dù vậy không theo ý con mà theo ý Cha. Ở tại đây, phần Kinh Thánh này chúng ta thấy được cùng một ý tưởng này được đề cập đến cả trong sách Matthew, sách Mark và cả sách Luca. Vì vậy nên, đây là phần Kinh Thánh rất là quan trọng. Lời Chúa cho ta muốn, lời Chúa muốn ta biết được rằng là Chúa Giêsu
Trong cương vị Ngài là con người, Ngài có ý chí của một con người, Ngài phải chánh trí, Ngài phải vật lộn để phải đau phục, để làm theo ý muốn của Cha trên đời sống của Ngài. Và ở tại vườn Gethsemane là nơi mà cái cuộc chiến đó đã xảy ra, ở trong chính con người bên trong hay là trong chính nội tâm của Chúa Jesus Christ. Và trước khi mà Chúa Jesus Christ Ngài có thể nhận được sức mới, trước khi Chúa Jesus Christ Ngài có thể hoàn toàn đau phục theo ý muốn của Cha, thì Chúa Jesus Christ phải thắng hơn cái cuộc chiến ở bên trong nội tâm của Ngài, ở bên trong phương diện tinh thần của Ngài. Và Chúa Jesus biết được rằng là để Chúa Jesus thắng hơn được thì Ngài phải cầu nguyện. Và Kinh Thánh trong Luca đoạn số 22, chúng ta mở ra lại trong Luca đoạn số 22 và chúng ta xem câu số 44. Trong câu 44 Kinh Thánh nói rằng là trong cơn rất đau thương Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết. Ở tại đây Chúa Jesus biết được rằng là Ngài cần phải cầu nguyện khẩn thiết. Bây giờ từ khẩn thiết ở tại đây chúng ta hình dung, một số người hình dung giống như là cái bức tranh mà Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Quý ông bạn chị em đã từng xem cái bức tranh đó thì sẽ thấy rằng là một người quỳ gối rất là kỉnh kiền, rồi chắp tay lại như thế này, đúng không ạ? Rồi cúi đầu xuống bên một cái hòn đá lớn rồi bắt đầu cầu nguyện. Thực chất mà nói, cái hình ảnh đó nó không có mô tả chính xác từ ngữ về chữ khẩn thiết ở tại đây. Chứ khẩn thiết ở đây, chính xác cái từ ngữ này mang ý nghĩa là một sự thống thiết. Chúa Giêsu Ngài rất là đau đớn. Ngài trở nên bị thống thiết, đau đớn, cùng cực. Và giống như là sự vất vả trong sự cầu nguyện. Đến mức độ nào, Kinh Thánh nói rằng là mồ hôi trở nên như những giọt máu lớn rơi xuống đất. Bây giờ từ ngữ ở đây, hay là sự thống thiết ở đây, nó mô tả một cái hiện tượng mà các nhà khoa học đó họ đã cùng nhau họ nghiên cứu về cái điều gì đã xảy ra cho Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane ngày hôm đó. Và họ nhận ra được rằng là một người ở trong tình trạng của Chúa Giêsu không thể nào quỳ gối một chỗ rồi chắp tay lại và cầu nguyện rất là kỉnh kiên được. Như một người như vậy đó, họ phải vật vã trên đất, họ phải lăn tới lăn lui, quay hết đầu này quay qua đầu khác, họ phải kêu kêu la lên trong sự thống thiết. Và tại đây đó là chính là bức tranh mô tả về việc Chúa Giêsu cầu nguyện không chỉ là khẩn thiết mà thôi, mà là một sự thống thiết, một sự đau đớn của Chúa Giêsu trong cái hoàn cảnh đó, đến cái mức độ mà Kinh Thánh nói rằng là những giọt mồ hôi trở nên những giọt máu lớn rơi xuống đất. Ở tại đây, trong một cái tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, thì một lần kia có một nhóm bác sĩ họ đã phân tích điều gì đã xảy ra cho Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane, và họ đưa ra kết luận trong một cái bài báo, và họ nói rằng là đây là một hiện tượng mô tả một cái tình trạng có thật về phương diện y học. Có nghĩa là khi về phương diện tâm trí và cảm xúc của một người đạt đến một cái mức độ căng thẳng cùng cực, thì bây giờ não bộ của người đó bắt đầu phát ra những cái tín hiệu đến thân thể của người đó, rằng là báo cho biết được rằng là chính mình người đó đang đối diện với một cái áp lực về phương diện tinh thần rất là nặng nề. Và từ đó truyền cho thân thể biết được rằng là thân thể cũng đang chịu áp lực về phương diện thể chất rất là nặng nề. Và khi thân thể phản ứng lại trong cái sự áp lực đó, thì nó phản ứng như thế này đây. Có nghĩa là khi một người bị căng thẳng tột độ, bị áp lực cùng cực, thì đến một mức độ là cái lớp da của người đó, từ cái lớp da ngoài với lại cái lớp da thứ hai ở bên dưới đó, nó bị tách biệt nhau ra. Và khi nó tách nhau ra như vậy thì máu sẽ tràn vào. Và khi một người trong sự căng thẳng tột độ như vậy thì họ sẽ xuất mồ hôi. Và bây giờ vừa là máu tràn vào cái lớp da ngay bên dưới cái lớp da ngoài này, và cùng với lại mồ hôi được xuất ra trong sự căng thẳng đó, nó hòa lại với nhau, và máu và mồ hôi á bắt đầu được dưới một áp lực rất là lớn, và bắt đầu chảy ra qua các lỗ chân lông trên cơ thể của một người. Nó tạo nên một cái hiện tượng được gọi là xuất huyết da. Và đó chính xác là điều mà Chúa Giêsu đã trải qua.
không phải là chỉ là một cái hình ảnh mang tính là biểu tượng, ôm mồ hôi chảy ra giọt to. Không, đây chính là mồ hôi và huyết ở trong chính thân thể của Chúa Giêsu đã hòa lẫn lại với nhau và xuất ra qua túi mồ hôi của lỗ chân lông trên thân thể của Chúa Giêsu. Và ở đây cho ta thấy điều gì đây? Ở đây mô tả và thấy được Chúa Giêsu đã trải qua nỗi thống khổ cùng cực trong sự tranh chiến giữa ý muốn của cá nhân của Ngài với lại việc Ngài hoàn toàn đầu phục và vâng theo ý muốn của Cha. Và Kinh Thánh một lần nữa nhắc lại cho quý ông anh chị em, mô tả rằng Chúa Giêsu thống thiết, Chúa Giêsu vất vả, Ngài đau đớn bởi vì Ngài không muốn phải trải qua cái sự chết. Không chỉ là sự chết về phương diện thuộc thể quý ông anh chị em, mà quan trọng hơn đó là sự chết về phương diện thuộc linh. Chúng ta nhớ rằng là tại thập tự giá Chúa Giêsu bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Cha. Chưa bao giờ Chúa Giêsu phải đối diện với sự phân rẽ khỏi Đức Chúa Cha cả. Chúng ta biết được rằng là Đức Chúa Giêsu Ngài luôn luôn gắn kết với Đức Chúa Cha. Cho dù Chúa Giêsu nhập thể, cho dù Chúa Giêsu từ trời Ngài đến trên đất này, Ngài giáng sinh và Ngài trở nên như một con người, nhưng mà Ngài luôn luôn ở trong mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Cha. Ngài luôn gọi Đức Chúa Cha là Cha, Cha của ta. Nhưng mà ở đây trong cái bối cảnh của thập tự giá, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã từng la lên rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, tại sao Ngài lìa bỏ tôi? Nghĩa là tại thập tự giá bị tội lỗi của nhân loại chất trên Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu gánh lấy tội lỗi của con người, và Đức Chúa Trời lại không chấp nhận tội lỗi. Nên trong cái hoàn cảnh đó, Đức Chúa Trời phải phân rẽ khỏi Đức Chúa Giêsu. Và quý vị biết rằng là khi tội lỗi đến trên một người thì điều gì xảy ra? Người đó bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời như vậy để rồi chúng ta có thể đến và trở nên được kết hiệp là một trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể gọi Đức Chúa Trời là Abba, là Cha của chúng ta. Hallelujah. Nhưng mà quay trở lại, Chúa Giêsu Ngài biết rằng để cái điều đó được xảy ra, để chúng ta có thể đến và gọi Đức Chúa Trời là Abba, là Cha, thì Ngài phải trả một cái giá rất là đắt. Ngài phải bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Cha. Và Chúa Giêsu biết được rằng là Ngài phải trải qua nỗi thống khổ, nỗi đau đớn cùng cực, vượt qua cái giới hạn của bất cứ con người nào có thể chịu đựng được về phương diện cảm xúc, tinh thần, thể chất, thuộc linh. Và Ngài biết rõ những điều đang chờ đợi Ngài ở phía trước. Vậy chúng ta thấy được rằng là đây mới là lần đầu tiên mà Chúa Giêsu đổ huyết của Ngài ra. Đúng là Chúa Giêsu có bị đổ huyết của Ngài ra khi Ngài bị đánh đập, khi người ta đội mão gai ở trên đầu của Ngài, huyết của Ngài bị đổ ra, khi người ta bứt rau của Ngài, khi người ta đánh đập Ngài và đóng đinh Ngài, lấy giáo đâm vào xương của Ngài. Đúng, huyết của Ngài có đổ ra trong những lần đó. Nhưng lần đầu tiên mà huyết Chúa Jesus Christ đổ ra là tại trong vườn Gethsemane. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết được rằng là Chúa Giêsu đã đau đớn cùng cực như vậy. Và bây giờ chúng ta xem điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng mở ra ở trong Hebrew đoạn số 2 câu 18. Hebrew đoạn số 2 câu số 18. Tôi đọc cho quý ông bạn cho em nghe phần Kinh Thánh này. Lời Chúa nói rằng: Vì chính Ngài đã chịu đau khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ. Ở tại đây Kinh Thánh cho ta biết được rằng là Ngài có thể giúp đỡ. Bây giờ cái chữ giúp đỡ này, nó trong ngôn từ của Kinh Thánh đó, nó mang ý nghĩa rất là hay. Nó mang ý nghĩa giống như là một cái người lính đến để hỗ trợ cho đồng đội của mình, là người đang gặp khó khăn, là người đang gặp cái cảnh đối diện với những rắc rối trong cuộc chiến. Và từ đây cho tôi thấy được rằng là bất cứ khi nào mà chúng ta đối diện với những cái hoàn cảnh khó khăn trong đời sống chúng ta, đặc biệt là chúng ta có thể đối diện với những sự tranh chiến khi chúng ta làm theo ý muốn của Chúa, và những người xung quanh chúng ta dường như họ không có hiểu hết chúng ta, thậm chí họ có thể bỏ rơi chúng ta, giống như cái môn đồ của Chúa Giêsu đã từng bỏ rơi của Chúa Giêsu như vậy. Và bây giờ trong cái hoàn cảnh đó, Kinh Thánh nói rằng là Chúa Giêsu Ngài đã chịu cám dỗ trong khi bị thử thách. Chúa Giêsu đã trải qua những gì mà quý ông bà anh chị em và tôi đã trải qua và đang trải qua và sẽ trải qua. Cho dù không có ai hiểu quý ông bà anh chị em cả, nhưng Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu Ngài hiểu quý ông bà anh chị em.
Mà nếu quý ông bà chị em kêu cầu Chúa Giêsu để Ngài giúp đỡ quý ông bà chị em trong những lúc khó khăn nhất như vậy, thì chắc chắn Chúa Giêsu như là một người lính vĩ đại nhất. Ngài là người lính vĩ đại nhất của tất cả mọi người lính. Và chính Ngài sẽ nhanh chóng đến để giúp đỡ quý ông bà chị em. Kinh Thánh nói, Ngài có thể giúp đỡ những ai đang bị cám dỗ. Chữ cám dỗ này trong ngôn từ tiếng Hy Lạp nó còn có ý nghĩa là thử thách, hoạn nạn. Hallelujah. Trong đời sau chúng ta, lúc này hay lúc khác, chúng ta sẽ đối diện với thử thách trong đời sau chúng ta. Điều quan trọng không phải là điều đó có đến hay không, nhưng mà là khi nào nó sẽ đến. Bởi vì những thử thách, những hoạn nạn chắc chắn sẽ đến trên đời sau chúng ta. Nhưng tạ ơn Chúa, bởi vì trong mọi cám dỗ, trong mọi thử thách mà chúng ta đối diện, thì Kinh Thánh nói rằng là Chúa Giêsu Ngài đã chịu khổ, Ngài đã chịu đối diện với những cái sự nỗi thống khổ, sự đau đớn về phương diện tinh thần, về phương diện cảm xúc, về phương diện thuộc linh, về phương diện thân thể của Ngài. Để rồi Ngài có thể giúp đỡ, Ngài có thể thêm sức, Ngài có thể làm vững mạnh đời sống chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dành một ít thời gian để chúng ta xem thêm một vài cái ý tưởng tại đây liên quan đến bối cảnh của câu chuyện này. Chúng ta thấy được rằng là lúc đó đi cùng với Chúa Giêsu thì có Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Và nhớ rằng là khi họ đi cùng với Chúa Giêsu là bởi vì họ gần gũi Chúa Giêsu nhất, họ thân thiết với Chúa Giêsu nhất. Và Chúa Giêsu mong đợi rằng là họ sẽ kề vai sát cánh với Ngài để có thể cùng cầu nguyện với Ngài. Dẫu vậy, thay vì họ cầu nguyện thì họ đã đi ngủ. Và chúng ta thấy được rằng là lúc đó Chúa Giêsu Ngài đã báo trước với họ rồi. Ngài nói với họ rằng là Ngài sẽ phải chịu khổ trong tay những người lãnh đạo Do Thái giáo. Ngài phải chịu chết trên thập tự giá. Ngài đã báo trước cho họ những điều đó. Dẫu vậy, Kinh Thánh nói rằng họ không hiểu những gì Ngài nói. Họ không thể nào thấu hiểu được những sự đau đớn mà Ngài sắp phải đối diện. Và khi họ không thấu hiểu hết điều đó, thì họ dễ dàng chiều theo với sự mệt mỏi và phương diện thân xác. Và họ rơi vào giấc ngủ. Và họ không ý thức được rằng Chúa Giêsu sẽ phải sắp sửa phải chịu chết thay cho cả nhân loại. Không chỉ thế thôi, Ngài phải 3 ngày 3 đêm ở trong mồ mả, Ngài phải 3 ngày 3 đêm ở trong âm phủ. Và bây giờ, nếu họ thật sự hiểu được những gì Chúa Giêsu sắp trải qua, chắc hẳn họ sẽ dành thời gian để cùng tỉnh thức, để cùng cầu nguyện với Chúa Giêsu. Nhưng mà họ không hiểu hết. Và tôi muốn khích lệ quý ông bà chị em, nếu trong đời sống quý ông bà chị em, quý vị đang trải qua hoặc là quý vị đã từng trải qua những cái hoàn cảnh trong đời sống của mình mà quý vị gặp khó khăn, quý vị gặp nguy khốn, và thậm chí Kinh Thánh nói giống như là quý vị trải qua nỗi thống khổ, đau đớn cùng cực, nhưng mà bạn hữu quý vị, những người thân thiết lìa quý vị, bỏ rơi quý vị, tôi khích lệ quý ông bà anh chị em đừng lấy điều đó làm cay đắng. Đừng khiến điều đó khiến quý vị trở nên bị vấp phạm. Bởi vì sao? Bởi vì có Chúa Giêsu trong cái hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu không để Ngài bị vấp phạm. Chúa Giêsu kêu cầu với Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu khẩn thiết cầu xin với Đức Chúa Cha. Ngài dốc lòng cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Và tạ ơn Đức Chúa Cha. Tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Cha nhậm lời cầu nguyện. Hallelujah. Trong câu chuyện này chúng ta thấy được rằng là Đức Chúa Trời đã ban sức lực cho Chúa Giêsu Christ một cách siêu nhiên. Hallelujah. Quý ông bà anh chị em nói đi. Đức Chúa Trời ban sức lực cho Chúa Giêsu cách siêu nhiên. Hallelujah. Và điều này được tìm thấy ở trong Luca đoạn số 22 câu 43. Chúng ta cùng mở ra trong Luca đoạn 22 câu số 43. Luca 22 câu 43, Kinh Thánh nói rằng có một thiên sứ từ trời hiện đến và thêm sức cho Ngài. Hallelujah. Chữ thêm sức ở tại đây là một từ rất là đặc biệt quý ông bà anh chị em. Chữ thêm sức ở đây nó mang ý nghĩa là chuyển tải sức lực, trang bị quyền năng, ban quyền năng cho một ai đó. Nó mang ý nghĩa là đầy dẫy người đó một cái tinh thần vững vàng, vững chắc, vững chãi. Ở tại đây nó liên quan đến là khiến cho người đó vững mạnh từ bên trong. Và tôi khích lệ quý ông bà anh chị em rằng trong những cái hoàn cảnh khó khăn nhất trong đời sống quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải tập trung vào Chúa, tập trung vào Ngài là nguồn sức lực của chúng ta. Và khi quý vị tập trung vào Ngài, quý vị kêu cầu Ngài bởi đức tin, quý vị kêu cầu Chúa rằng là Chúa ơi, con ao ước làm theo ý muốn của Ngài, con ao ước thuận phục Ngài, không phải là ý muốn của con, nhưng xin ý Chúa được hoàn tất trên đời sống của con.
Và tại đây, trong một số cái sự ghi cứu về từ ngữ mà Chúa Giêsu cầu nguyện ở trong vườn Gethsemane, Kinh Thánh nói từ của Chúa Giêsu cầu nguyện á, cái chữ cầu nguyện mang nghĩa Chúa Giêsu lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Có người nói là Chúa Giêsu cầu nguyện 3 lần. Thật ra là 3 lần, nhưng mà trong 3 lần đó, 3 đợt đó, Chúa Giêsu lặp đi lặp lại rất là nhiều. Chúa Giêsu kêu cầu Đức Chúa Cha ban sức lực cho Ngài. Tôi khích lệ quý ông bà chị em, quý vị cần có sức lực siêu nhiên từ nơi Chúa. Khi quý vị trải qua những khó khăn, những nghịch cảnh, những khốn cùng, những nỗi thống khổ, Kinh Thánh Chúa là Chúa phán chúng ta rằng Ngài không bao giờ lìa chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta đâu. Có người nói rằng là ồ, Đức Chúa Trời ban sức lực cho Chúa Giêsu vì đó là Chúa Giêsu kìa. Còn tôi đâu có được cái đặc ân, được cái vinh dự như Chúa Giêsu đâu. Nhưng mà Kinh Thánh cho tôi biết được rằng là Chúa Giêsu đã nói rằng là Đức Chúa Cha yêu thương Chúa Giêsu thế nào thì Đức Chúa Cha cũng yêu thương quý ông bà chị em thể. Hallelujah. Nên Đức Chúa Cha ở cùng Chúa Giêsu thế nào thì Đức Chúa Cha cũng ở cùng quý ông bà chị em và tôi thể ấy. Quý ông bà chị em biết không? Để Chúa Giêsu làm theo ý muốn Đức Chúa Cha và hoàn tất ý muốn Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu không thể nào làm bởi sức riêng của Ngài được đâu. Đó là lý do vì sao Chúa Giêsu cần phải cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Lạy Cha, xin cho ý Cha được nên, chứ không phải theo ý của con. Bởi vì Chúa Giêsu biết được rằng là bởi sức của Ngài, bởi khả năng của Ngài, Ngài không thể nào tự Ngài làm theo ý muốn Đức Chúa Cha được. Ngài cần có sức lực từ Đức Chúa Cha ban cho Ngài. Và trong hoàn cảnh của Chúa Giêsu, Kinh Thánh nói rằng là Đức Chúa Cha đã cung ứng sự giúp đỡ, sức lực siêu nhiên cho Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane bằng cách nào? Bằng cách trong cái giờ phút đó, Kinh Thánh nói rằng là Đức Chúa Cha đã sai thiên sứ của Ngài đến để thêm sức cho Chúa Giêsu. Có một thiên sứ từ trời hiện đến và thêm sức cho Ngài. Tôi muốn nói với ông bà anh chị em ngày hôm nay, Đức Chúa Trời có nhiều cách khác nhau để ban sức lực cho quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời vẫn có thể sai thiên sứ ngày đến để ban sức lực cho quý ông bà anh chị em. Thiên sứ có thể truyền tải sức lực cho quý ông bà anh chị em. Hoặc là Chúa có thể qua Thánh Linh của Ngài ở trong quý ông bà anh chị em. Thánh Linh của Chúa là đấng làm cho vững mạnh quý ông bà anh chị em, làm cho mạnh sức quý ông bà anh chị em. Và đang khiến vị cầu nguyện, đang khiến vị kết nối với Chúa Thánh Linh, bất chợt như vậy quý vị thấy wow, mình nhận được sức mới. Dù là về phương diện thể chất, mình cảm thấy rất là mòn mỏi, mình cảm thấy rất là đuối, mình cảm thấy rất là mệt. Và như về phương diện tinh thần, nhiều khi mình cảm thấy rất là mệt. Nhưng mà chúng ta nhận ra một điều thế này nè, chúng ta không cần phải đợi đến khi mình khỏe hay là mình mạnh mình mới đến với Chúa. Chúng ta đến với Chúa đang khi chúng ta yếu. Và chúng ta đến với Chúa vì cớ chúng ta biết được rằng là Chúa là sức lực của chúng ta. Sứ đồ Phaolô nói rằng gì? Ông nói rằng là khi tôi yếu, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Vì sao? Bởi vì trong những hoàn cảnh ông yếu nhất, ông đến với Chúa và ông kinh nghiệm sức lực siêu nhiên của Chúa trên đời sống của ông. Từ bên trong ra bên ngoài. Nên đời sống quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy. Tôi muốn khích lệ quý ông bà anh chị em, quý vị có thể đến với Chúa và kêu cầu Ngài, giống như Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane. Và quý vị đau phục đời sống của mình cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi quý vị sẵn sàng đau phục đời sống của mình cho ý muốn của trời, Ngài luôn luôn ban sức lực cho quý vị để làm theo ý muốn của Ngài. Hallelujah. Chắc chắn Chúa không bao giờ ban sức cho quý vị để nổi loạn chống lại Chúa rồi. Chắc chắn Chúa không bao giờ ban sức cho quý vị để đi ngược hay đi ra ngoài ý muốn của Chúa rồi. Nhưng mà khi chúng ta ao ước làm theo ý muốn của Chúa, khi mình nói với Chúa rằng lại Chúa, cuộc đời của con là thuộc về Ngài, tâm trí con thuộc về Ngài, cảm xúc của con thuộc về Ngài, con thân thể của con là thuộc về Ngài, con dâng đời sống con làm của lễ sống và thánh, biết riêng ra cho Chúa là của lễ đẹp lòng Ngài, giống như Chúa Giêsu dâng đời sống của Ngài cho ý muốn của Cha hoàn toàn, và Ngài sẵn sàng chịu chết, Kinh Thánh nói thậm chí chết trên thập tự giá. Hallelujah. Nên từ đây tôi khích lệ quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời có nhiều cách khác nhau để ban sức lực cho chúng ta. Trong trường hợp Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài đến và làm mạnh mẽ Chúa Giêsu, khiến Chúa Giêsu có thể nhận được sức lực siêu nhiên. Và trong trường hợp của quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời có thể dùng Thánh Linh của Ngài, hay là Ngài dùng một ai đó nói lời của Chúa cho chúng ta, và lời Chúa bổ lại sức cho đời sống quý ông bà anh chị em. Lời Chúa làm cho quý vị được sống lại. Hallelujah. Có thể là buổi tối ngày hôm nay, đang khi quý vị nghe lời của Chúa, quý vị thấy được tinh thần quý vị được vực dậy, quý vị thấy được đời sống quý vị trở nên mạnh mẽ. Chúng ta nhớ được rằng là lời Chúa có quyền năng để khiến nó được trở nên mạnh mẽ. Hallelujah.
giống giống như là trong Giăng nhất, là Chúa nói rằng là hỡi các người trai trẻ, ta viết cho các con vì các con là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các con. Hallelujah. Nên khi lời của Chúa trong quý ông bà anh chị em, lời của Chúa khiến mình trở nên mạnh mẽ. Thiên sứ sai đến có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ. Thánh linh của Chúa hành động trong lòng quý ông bà anh chị em, khiến mình có sức mạnh để làm theo ý muốn của Chúa. Và chúng ta thấy được sau khi Chúa Giê-xu nhận được sức lực, sức mới từ Thiên Thượng, từ Đức Chúa Cha, thì Ngài làm gì đây? Chúng ta mở ra trong Mác đoạn số 14. Mác đoạn 14 và chúng ta cùng xem với nhau câu số 42. Trong Mác đoạn 14 câu số 42, Kinh Thánh nói rằng là lúc đó Chúa Giê-xu nói với các môn đồ, hãy trỗi dậy, chúng ta đi, kia kẻ phản ta đã đến. Điều này có nghĩa là gì đây? Giữa cái cảnh đầy những khó khăn, đầy những cám dỗ, trong đời sống cá nhân quý vị cũng vậy, một khi bị kêu cầu Chúa, chắc chắn Ngài sẽ bày tỏ sức lực của Ngài, bày tỏ sự cứu giúp của Ngài kịp thời, kịp lúc. Hồi nãy chúng ta đọc với nhau trong Hebrew đoạn 2 câu số 18, chúng ta nhớ là Kinh Thánh nói Ngài có thể giúp đỡ những ai đang bị cám dỗ. Ngài có thể, và Ngài mong muốn giúp đỡ quý vị. Và chữ giúp đỡ như tôi đã trình bày khi nãy, giống như một hình ảnh của người lính mạnh mẽ đến và giúp đỡ một cái người lính đang gặp nguy khó, để cứu giúp, để hỗ trợ, để giúp sức cho cái người lính đang gặp nguy khó. Hallelujah. Chúa Giê-xu đã trải qua tất cả những cái cảnh dầu sôi lửa bỏng, và bất cứ ai đã từng đối diện, quý vị hiểu được rằng là chiến trường là nơi rất là tàn khốc. Và Chúa Giê-xu đã trải qua tất cả những cái cảnh khốn khó nhất, gặp thử thách nhiều nhất, cám dỗ nhiều nhất, nhưng mà Ngài đã vượt qua được tất cả những điều đó. Và Kinh Thánh nói rằng Ngài cảm thông được với quý ông bà anh chị em trong những cám dỗ mà quý vị đang trải qua. Ngài có thể giúp đỡ được quý ông bà anh chị em. Và từ đây quay trở lại, Chúa Giê-xu đã nhận lấy sức lực thiên thượng từ Đức Chúa Trời để làm mạnh mẽ chính mình Ngài, để Ngài có thể nói với các môn đồ của Ngài rằng là chúng ta hãy trỗi dậy, chúng ta hãy đi. Hallelujah. Thì ngày hôm nay tôi khích lệ quý ông bà anh chị em, một khi quý vị nhận được sức lực từ nơi Chúa, quý vị cũng đồng thời nghe tiếng phán của Chúa: con ơi, bây giờ con được mạnh mẽ rồi, bây giờ con hãy trỗi dậy, con hãy tiếp tục tiến tới, con hãy tiếp tục đi. Hallelujah. Và tại đây Chúa Giê-xu biết rằng là kẻ phản Ngài đang đến, Judas Iscariot đang dẫn lên một cái đạo quân đến để bắt Chúa Giê-xu. Nhưng mà lúc này Chúa Giê-xu đã trở nên mạnh mẽ nhờ sức lực thiên thượng rồi. Chúa Giê-xu đã được thêm sức, Ngài trở nên vững vàng rồi. Tôi khích lệ quý ông bà anh chị em trong đời sống ta đi theo Chúa. Nhiều khi chúng ta đừng có cầu nguyện: Chúa ơi, đừng cho con gặp khó khăn gì cả. Hay là mình: Chúa ơi, đừng cho con gặp thử thách gì cả. Không. Trong những cái khó khăn, trong những thử thách, hãy cầu nguyện: Chúa ơi, Ngài là sức lực của con. Chúa ơi, con muốn làm theo ý muốn của Ngài. Cho dù phải gặp thử thách, cho dù phải gặp khó khăn, con ao ước làm theo ý muốn của Chúa. Con biết rằng Ngài không bao giờ lìa con đâu. Con biết rằng Ngài không bao giờ chống lại con đâu. Ngài luôn luôn ở cùng với con. Và Kinh Thánh nói cho chúng ta biết được điều gì đây? Nếu Đức Chúa Trời ở về phía chúng ta, thì còn ai chống lại chúng ta cho nổi? Hallelujah. Nên nhìn bề ngoài, người ta có thể thấy rằng ô, Chúa Giê-xu bước lên thập tự giá, Chúa Giê-xu bị đóng đinh, Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, dường như có vẻ như Ngài thất bại, nhưng thật ra không phải. Chúa Giê-xu chỉ là vâng theo ý muốn của Cha. Hallelujah. Và khi một người hoàn toàn vâng theo ý muốn của Cha, người đó không bao giờ thất bại. Will my jam. Hallelujah. Và Chúa Giê-xu trở thành tấm gương cho đời sống chúng ta. Khi Will my jam đau phục và hoàn toàn vâng theo ý muốn của trời, cho dù người ngoài có thể nhìn thấy quý ông bà chị em, họ có thể nói là ô, người gì mà dại dột thế, đâm đầu vào chỗ khó khăn, ô, người gì mà yếu đuối thế, không tự đứng trên chân của mình được, phải cầu nguyện, phải nhờ một ai đó phù hộ giúp đỡ. Nhưng mà tôi khích lệ quý ông bà chị em, họ không hiểu đâu. Nhưng mà Chúa, Ngài ủng hộ quý ông bà chị em. Chỉ cần quý vị cầu xin Ngài, Ngài chắc chắn ban năng lực cho quý vị với sức thiên của Ngài. Và bởi sức thi của Ngài, quý vị hoàn toàn có thể hoàn tất được công tác Chúa giao một cách khải hoàn, một cách đắc thắng. Và nhớ rằng là Chúa Giê-xu đã làm gương chúng ta. Chúa Giê-xu đã trải qua mọi khó khăn, mọi hoạn nạn, mọi thử thách. Và Ngài có thể giúp đỡ chúng ta. Ngài có thể làm mạnh mẽ đời sau chúng ta. Nên tôi khích lệ quý ông bà chị em, ngay bây giờ, trong thời giờ này, hãy đến với Chúa. Giơ tay lên hướng về Chúa và nhận lấy sức mới từ nơi Chúa. Và nói với Ngài rằng lại: Chúa, con tin rằng ngay bây giờ này, khi con cầu nguyện thì sức lực của Ngài sẽ được tuôn đổ trên đời sống của con. Tất cả gì con có cần để con hoàn tất,
đại mạng lệnh của Ngài giao cho, hoàn tất sứ mạng Ngài giao cho sẽ được cung ứng cho con. Không chỉ ngày hôm nay thôi, nhưng mà trong mỗi một ngày con bước theo ý muốn của Ngài, khi con đối diện với khó khăn, đối diện với sự chịu khổ, con biết chắc rằng Ngài luôn ở với con, Ngài luôn luôn thêm sức cho con. Bởi vì Chúa Giêsu đã được Đức Chúa Trời thêm sức thế nào, và Chúa Giêsu có thể giúp đỡ thêm sức cho con thế nào, thì con tin rằng con sẽ nhận được điều đó. Bởi vì con ao ước làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, giống như là Chúa Giêsu ao ước làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hallelujah, hallelujah. Đối với Chúa và cầu nguyện giờ phút này đây. Hallelujah, shakalama. Và tôi cũng sẽ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Hallelujah. Để rồi cho giàu đời sống quý vị, có những người thân quý vị, gia đình quý vị, bạn bè quý vị, bằng hữu quý vị, họ có thể không hiểu hết về những cái hoàn cảnh mà quý vị đang trải qua, những cái căng thẳng quý vị đang trải qua. Nhưng mà nhớ một điều, một khi quý vị đầu phục làm theo ý muốn của Chúa, Chúa ban cho quý vị sức lực từ đây Ngài, Chúa ban cho quý vị sự bảo vệ từ đây Ngài. Hallelujah. Và quý vị chắc chắn có thể hoàn tất được công tác mà Chúa giao cho đời sống quý ông bà anh chị em, giống như Chúa Giêsu hoàn tất được công tác mà Đức Chúa Cha giao cho Ngài. Sẽ giơ tay lên hướng về Chúa và tôi sẽ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em ngay bây giờ. Cha dân ái của con, vì đây nhân danh Chúa Giêsu Christ con cầu nguyện cho tất cả quý ông bà anh chị em con. Và tất cả chúng con nhận lấy sức mới từ đây Ngài. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, Ngài bằng cách của Ngài ban sức lực cho anh chị em con, sự sức giàu của Ngài ban sức lực cho quý ông bà anh chị em con, để khiến quý ông bà anh chị em con có thể vượt qua tất cả những cái giới hạn của bản thân, những giới hạn về phương diện tự nhiên, về tinh thần, về cảm xúc, về thân thể quý ông bà anh chị em con, để quý ông bà anh chị em con có thể quên lẫn tất cả mọi sự đằng sau, bước theo sự đằng trước, nhắm mục đích mà chạy và hoàn tất sự kêu gọi, hoàn tất ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của mình. Giống như Chúa Giêsu, Ngài có hoàn tất được ý muốn của Cha dành cho đời sống của Ngài. Và con cảm ơn Ngài rất là nhiều. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài vì Ngài là sức lực của chúng con, Ngài là bài ca của chúng con, Ngài là bài ca chiến thắng của chúng con. Chúng con tôn kính danh của Chúa, dâng vinh hiển lên cho Chúa, ngợi khen Chúa. Và bởi đức tin chúng con áp dụng huyết Chúa Giêsu Christ trên từng đời sống của ông bà anh chị em con đang nghe lời của Chúa trong ngày hôm nay. Chúng con ngợi khen Chúa, dâng vinh hiển cho Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Thì giờ tôi đã xong. Tôi xin dừng lại cho ban hướng dẫn của Hội Thánh Bắp Tiết Thiên Ái. Amen. Cảm ơn Chúa rất là nhiều vì sứ điệp tuyệt vời mà Chúa ngài ban cho Hội Thánh của Chúa qua đệ tử Chúa Mục sư Noe trong buổi tối ngày hôm nay. Đáp ứng lại với sứ điệp trong buổi tối ngày hôm nay, con cũng xin mời cô Tư Điền ạ. Cô Tư Điền sẽ dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cầu nguyện cho bài học, cho dân sự của Ngài giữ vững được cái lẽ thật này trong đời sống của mình. Và xin Chúa Ngài cũng ban phước, Chúa sức dầu ban ơn và tiếp tục dẫn dắt trên Mục sư Noe cũng như là Hội Thánh của ông ạ. Dạ mời cô Tư Điền ạ. Dạ nếu mà không có cô Tư Điền thì con mời bác Đinh Công Thiện. Bác Đinh Công Thiện sẽ cầu nguyện ạ. Mọi người hiệp ý mà xin dâng lời cầu nguyện. Cảm ơn Chúa một buổi tối tốt lành. Chúa ơi, chúng con biết ơn Chúa vô cùng. Chúa ơi, Chúa đã cho chúng con được nhóm họp nhau lại trên đường rơm này và trong Hội Thánh Thiên Ái của chúng con. Chúa ơi, Chúa cho phép chúng con ngồi dưới bệ chân của Ngài, tôn vinh và thờ phượng Ngài. Chúa ơi, và Chúa đã dùng ông Mục sư Noah là tôi tớ của Chúa để chia sẻ lời Chúa cho chúng con và chúng con luôn khao khát tìm kiếm Chúa ơi. Chúng con biết ơn Chúa ơi. Sứ điệp của Chúa là một sứ điệp tuyệt vời mà chúng con luôn khẩn thiết và chúng con luôn kêu cầu với Chúa. Chúa ơi, tất cả mọi sự chúng con đều nhờ cậy ở nơi Chúa và tất cả mọi sự chúng con luôn tin cậy ở nơi Chúa, vì Chúa là đấng mà đã tạo dựng nên chúng con, Chúa là đấng mà đã dẫn dắt chúng con luôn bước đi và làm theo ý muốn của Chúa, và chúng con luôn khao khát những sự mà chúng con trình dâng lên Chúa như lời mục sư đã chia sẻ cho chúng con nghe và chúng con biết và chúng con học và chúng con làm theo tất cả những gì để cho chúng con được là
làm theo ý muốn của Chúa và chúng con được làm theo sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Chúa ơi, mà Chúa đã sai phái mục sư để chia sẻ cho chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, một sứ điệp tốt lành trong trong những thời kỳ mà chúng con đang làm lễ thương khó và làm lễ phục sinh với Chúa, để chúng con ôn lại tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã phải chịu cực khổ, cực hình để trải qua những ngày mà ở trên thập tự giá, để cho chúng con thấy được những sự thống khổ, những sự khó khăn và Chúa đã đắc thắng vì Đức Chúa Cha đã thêm sức mới cho Chúa Giêsu và đã dẫn dắt Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã làm theo tất cả những gì theo ý muốn của Đức Chúa Cha chứ không theo ý muốn của Chúa Giêsu. Chúng con lấy đó để làm những bài học để chúng con học và làm theo tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã làm. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa ban ơn ban phước cho ông mục sư Noah, xin Chúa sức giàu cho ông và xin Chúa thêm sức mới cho gia đình ông, luôn có sự mạnh mẽ từ nơi Chúa, luôn nhận được mọi phước hạnh từ nơi Chúa, để ông mục sư có nhiều những sứ điệp cần thiết, những sứ điệp hay mà chúng con đang khao khát tìm kiếm, và Chúa dùng ông mục sư để chia sẻ cho chúng con vào những ngày tiếp theo nữa. Chúng con cảm ơn Chúa. Và chúng con cũng cảm ơn sự dạy dỗ và dẫn dắt từ ông mục sư của chúng con là ông Lý Hoài Bảo, là người chăn bầy chiên của chúng con, luôn dẫn dắt bầy chiên của Chúa bước đi trong sự phấn hưng và thịnh vượng từ nơi Chúa. Chúa ơi, và chúng con nói rằng qua bài học này hôm nay thì chúng con sẽ nhận được nhiều những sự dạy dỗ từ nơi Chúa qua lời chia sẻ của mục sư. Xin Chúa ban phước cho gia đình ông mục sư của chúng con và gia đình ông mục sư của ông Noah được đầy ơn của Chúa và mọi phước hạnh từ nơi Chúa. Xin Chúa sức dầu mới, sức dầu đặc biệt lên ông mục sư Noah và gia đình ông mục sư Lý Hòa Bảo của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con xin dâng tất cả những lời cầu nguyện và những lời cầu xin của con lên cho Chúa, và con nói rằng chúng con yêu Chúa và chúng con hết lòng thành kính và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Bác Thiện. Xin Chúa ban phước cho Bác Thiện. Dạ, cảm ơn Bảo sẽ có lời cảm ơn đến mục sư Noah. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn Chúa, chị cũng mới làm chứng cho chị tên gì? Trang Thị An. Trang Thị An cũng mới đã tin Chúa. Chúa ban phước cho chị. Dạ, cho nên là đó là điểm hội thánh đó. Thì sáng mai đó nếu mà chị về sớm á thì chị sẽ vô với chúng tôi ha. Dạ, rồi, ok. Amen. Dạ, cảm ơn mục sư đã dành thời gian để buổi tối nay có lời Chúa cho hội thánh ạ. Dạ, tạ ơn Chúa. Tôi rất là vinh dự để phục vụ hội thánh. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn mục sư luôn sẵn sàng cho lời của Chúa cho hội thánh. Dạ, tôi rất là cảm ơn mục sư rất là nhiều. Dạ, hallelujah. À, mong rằng cái mùa lễ phục sinh này, xin Chúa ngày chúc mừng lễ phục sinh với mục sư. Chúa ban ơn cho mục sư trong cái mùa lễ phục sinh này và những ngày sắp tới để có ơn của Chúa hơn nữa. Và mong rằng mục sư vẫn tiếp tục dành thời gian cho hội thánh thiên hai ạ. Dạ, sẵn sàng ạ. Rất là cảm ơn mục sư. Dạ, thì giờ này không biết là anh chị em nào có nhu cầu cầu nguyện theo cái điều mà mục sư tâm tình buổi tối hôm nay. Dạ, chắc trao lời hướng dẫn ạ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư Bảo. Chúa ban phước cho mục sư Bảo. Dạ, có cô chú anh chị em nào muốn cầu nguyện không ạ? Xin vui lòng giơ tay lên. Dạ, mời cô Thiết Kiều ạ. Cô Thiết Kiều sẽ nói nhu cầu của mình. Dạ, cô nói nhu cầu cầu nguyện của mình đi cô. Không à, thì nói viêm gan với sỏi thận đó, làm với nhức đầu đó, rồi mượn mục sư cầu nguyện. Dạ, mời mục sư nghe sẽ phục vụ ạ. Cô Thúy Kiều phải không ạ? À? Dạ dạ. Viêm gan với lại sỏi thận phải không ạ? À? Dạ, với nưa nhức đầu á. Dạ. Dạ. Okay, cô đặt tay trên đầu của cô. Cha, trong danh Chúa Giêsu Christ khai phóng sức dầu chữa lành của Ngài trên thân thể của cô Thúy Kiều. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng chữa lành. Chúa Giêsu Christ đấng chữa lành của chúng con. Cảm ơn Chúa nhờ những lần đòn của Ngài đã chịu, cô Thúy Kiều đã được chữa lành một bệnh tật. Trong danh Chúa Giêsu Christ, nhức đầu ra khỏi thân thể này. Sỏi thận, viêm gan B ra khỏi thân thể này.
Và con cảm ơn Chúa vì cớ cô được chữa lành hoàn toàn. Ngài tha thứ mọi tội lỗi của cô và chữa lành mọi bệnh tật của cô. Và bệnh tật không có quyền cho thân thể của cô. Ngài ra khỏi đời sống này và không được phép quay trở lại nữa. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Một mục sư cầu nguyện giùm cho chế của bà đằng này mục sư ta mà giỏi nhất tay á mục sư. Dạ. Dạ Lê Thiên Nghi á. Lê Thị gì ạ? Nghi. Lê Thị Nghi. Dạ. Dạ. Đó là cô bên cạnh đúng không ạ? Cô ngồi bên cạnh đúng không? Dạ. Mặc áo màu đỏ đúng không? Dạ. Ok. Và nhắc lại là cô bị gì? Nhức giò với nhức cái tay với lối. Dạ. Yeah. Yeah. Có như là nhức mỏi tay chân đúng không? Dạ, đúng. Đúng rồi. Dạ, bây giờ giơ tay lên hướng về Chúa. À, quý ông bà chị em cũng có thể cùng hiệp lòng để cầu nguyện cho cô Nghi ngay bây giờ. Thưa Cha, con cảm ơn Ngài rất là nhiều vì có lời của Chúa được rao giảng ra trong ngày hôm nay. Và lời Chúa nói về việc Ngài làm cho mạnh mẽ. Và trong danh Chúa Jesus Christ con khai phóng lời của Ngài liên quan đến xương cốt của cô Nghi được khỏe mạnh, được chắc chắn, không có cái nào bị mệt mỏi, không có cái nào bị khô, cứng cả. Cảm ơn Chúa, Ngài khiến cho các tay chân của cô được chuyển động một cách rất là nhẹ nhàng, rất là dễ chịu và không còn nhức mỏi, khó chịu, khó khăn đi đứng ngồi nữa. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chữa lành. Và chúng con tin nơi công tác cứu chuộc mà Chúa Jesus Christ đã chịu để rồi cô được chữa lành mọi bệnh tật. Và cảm ơn Chúa vì Ngài phục hồi đời sống của cô hoàn toàn, để cho cô nhận biết về tình yêu của Cha Thiên Thượng và ơn điển của Chúa Jesus Christ. Biết ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúa chữa lành cho cô chú. Tiếp tục. Tiếp tục nhờ cậy Chúa và tiếp tục giữ sự cầu nguyện, kiên trì trong sự cầu nguyện. Cô chú sẽ thấy phép lạ Chúa làm vì sự chữa lành đã được chọn và Ngài luôn luôn dành sẵn nơi đó. Chúng ta chỉ cần bước đức tin của chúng ta và kiên trì trong sự cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy được phép lạ Chúa làm. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ mời chú cô Lan ạ. Cô Lan ở Đầm Dơi, chú An mở mic lên ạ. Dạ mục sư cầu nguyện nhậm nhức đầu, thiếu máu não á, với mà thấu quá sông cổ, thấu quá lưng ở trong người không được khỏe. Tính ngày mai đi lên hội thánh lễ phục sinh á, mà nó không được khỏe, nhờ mục sư cầu nguyện cho nó có sức khỏe. Vậy là cô khỏe là cô đi đúng không ạ? À, cảm ơn Chúa. Amen. Vậy thì bởi đức tin mình nói rằng là ngày mai tôi phải đến nhóm lại thờ phượng với lại hội thánh của Chúa. Dạ. Và Kinh Thánh nói đức tin của con chữa lành con. Amen. Giơ tay lên hướng về Chúa. Tôi Cha con cảm ơn Ngài rất là nhiều vì Chúa ban cho cô được khỏe mạnh trong thân thể của cô, không còn thiếu máu ở trên não nữa, không còn bị cảm thấy bị chóng mặt, không còn cảm thấy mình mệt mỏi về phương diện thần kinh, về não bộ nữa. Và con cảm ơn Chúa Ngài làm cho cuộc sống của cô được đúng khớp của nó, không có bị thoái hóa đốt sống cổ, Ngài phục hồi lại đốt sống của cô để cô được khỏe mạnh, cô được lành mạnh, cô có thể ngồi, cô có thể đi, cô có thể nằm mà không hề đau đớn nữa. Và cảm ơn Chúa vì cô sẽ thoát lại công việc tốt lành của Chúa, thoát lại quyền năng của Chúa, và cô không bỏ cuộc trong đức tin của mình, để rồi cô có thể công bố rằng ô cảm ơn Chúa, theo lời của Ngài phán, đức tin của con đã chữa lành cho con. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Sư. Xin Chúa chữa lành. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen. Chúa chữa lành hoàn toàn và thêm sức cho cô Lan để ngày mai cô Lan đi ở đến nhà thờ thánh để cùng nhau chúng ta cùng chúc tụng và ngợi khen Chúa phục sinh của chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Lan. Hẹn gặp cô Lan ngày mai nha. Cảm ơn Chúa. Dạ. Còn cô chú anh chị em nào cần cầu nguyện chữa lành đúng không cô chú? Cô chú có thể mở mic, mở camera lên. Còn cô chú nào cần nguyện chữa lành, cô chú giơ tay lên nha cô chú. Dạ con mời cô Én ạ. Cô Én mở mic lên. Dạ.
Mượn mục sư cầu nguyện Diêm Hồng Hạp đó mục sư, với mỏ máu cao. Cái gì à? Cái bệnh đầu tiên là gì ạ? Viêm mỏng nạc nó bị gác á, với mỏ máu cao. Dạ, viêm mỏng hả? Ok, chạy máu cam. Chạy máu cam ở mũi. Cha ơi, con cảm ơn cha rất là nhiều vì có cô én thuộc về Chúa. Và Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, Ngài yêu cho đến cuối cùng. Con cảm ơn Chúa tình yêu của Ngài đến cho đời sống của cô. Ngài bày tỏ cho cô biết về tình yêu của Chúa, được thể hiện ra qua sự chữa lành của Ngài trên thân thể của cô. Và giờ phút này đây, trong danh Chúa Jesus Christ, cổ họng của cô được phục hồi hoàn toàn. Cô có thể nói chuyện mà không cảm thấy bị ngứa, bị rát, bị khó chịu trong cổ của cô. Và con cảm ơn Chúa vì có cô không còn bị chảy máu cam nữa. Cảm ơn Chúa vì cô được phục hồi, được chữa lành. Trong danh Chúa Jesus Christ, máu cam dừng lại, không được tiếp tục chảy nữa trong danh Chúa Jesus Christ. Và cảm ơn Chúa vì cô có một thân thể khỏe mạnh, một thân thể lành mạnh trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa cho lành cho cô Én. Và hẹn cô Én ngày mai, cô Én đi nhóm nha cô Én. Chúa mở đường cho cô Én. Cảm ơn Chúa. Dạ. Cô chú, còn cô chú nào cần cầu nguyện nữa không ạ? Dạ, nếu mà không có cô chú nào cần cầu nguyện nữa thì con xin cô chú hướng lòng về Chúa, giơ tay lên và xin mục sư Noe sẽ cầu nguyện chúc phước cho hội thánh ạ. Quý ông bà cha cùng hiệp ý tôi cầu nguyện. Cha nhân ái, chúng con cảm ơn cha rất rất là nhiều thì có Ngài đã ban Chúa Jesus Christ đến thế gian này tìm và cứu chúng con. Và cảm ơn Chúa Giêsu một lần nữa thì bởi sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài mà chúng con kinh nghiệm sự cứu rỗi và món quà, tất cả mọi điều tốt đẹp đi kèm theo sự cứu rỗi mà Chúa ban chúng con. Và con cầu nguyện trong tất cả quý ông bà cha chúng con không ai bị lỡ mất một phần nào trong món quà cứu rỗi mà Chúa ban cho. Anh chị em con nhận được sự bình an, nhận được sự vui mừng, nhận sự công chính, nhận được sự sống dư dật sung mãn, nhận sự khôn ngoan của Chúa. Và đời sống của anh chị em con không thiếu bất cứ ơn phước nào, không thiếu bất cứ điều tốt đẹp nào, cả thuộc linh lẫn thuộc thể đến trên đời sống của anh chị em con. Khi quý ông bà anh chị em con cứ đeo đuổi để làm điều đẹp lòng Chúa, đeo đuổi để hoàn tất ý muốn của Chúa cho đời sống của mình. Và cảm ơn Chúa, Ngài qua hội thánh của Ngài bày tỏ sự khôn ngoan của Ngài cho thế gian này, và đến Ngài bày tỏ sự khôn ngoan Ngài trước mặt thế giới quyền lực của tối tăm nữa. Và con chúc tụng danh của Ngài vì có danh của Ngài ban sự đắc thắng cho hội thánh của Ngài. Và trong danh Chúa Jesus Christ công bố rằng hội thánh Báp Tít Thiên Ái là hội thánh của sự đắc thắng và hội thánh của Chúa đi từ chiến thắng đến chiến thắng nữa. Con ngợi khen Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Cảm ơn mục sư rất là nhiều. Cảm ơn, xin Chúa ban phước cho mục sư và ở cùng giữ gia đình mục sư, ban phước trên kỳ phục sinh này của hội thánh Living Way Church nè. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô chú đã dành thời gian để thờ phượng Chúa và học lời Chúa với hội thánh Thiên Ái. Con cầu nguyện để rồi xin Chúa ngày tiếp tục ở cùng và ban phước cho cô chú. Và con xin thông báo đến cô chú đó là ngày mai lúc 9 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau hiệp chung lại để chúng ta đến hội thánh để chúng ta ăn mừng kỷ niệm lại ngày lễ phục sinh huy hoàng của Chúa Giêsu của chúng ta nha cô chú. Nên ngày mai cô chú hãy mặc những bộ đồ thật là đẹp, chuẩn bị tấm lòng của mình trong sự khao khát Chúa, trong sự vui mừng để đến thờ phượng Chúa, và hãy thật đi sớm để mình dành thời gian cầu nguyện, với lại mình đi sớm để mình chuẩn bị này kia để mình thờ phượng Chúa chung với hội thánh nha cô chú. Cô chú cô chú cũng sẽ mời gọi bạn bè của mình, các anh chị em thân tín hữu của mình á đến hội thánh, những người mà chưa tin Chúa Giêsu á đến với cái buổi lễ phục sinh ngày mai để họ cũng sẽ biết về Chúa Giêsu của chúng ta là đấng phục sinh duy nhất thôi. Các giáo chủ tôn giáo của trên đời này không có ai sống hết, nhưng mà chỉ có Chúa của mình là đấng sống duy nhất, và sự cứu rỗi của Chúa và tình yêu của Chúa quá đỗi lớn lao cho đời sống của chúng ta qua sự chết của Chúa và sự sống lại huy hoàng của Chúa cho đời sống của chúng ta. Nên cô chú hãy mời gọi nhiều người đến với hội thánh. Và ngày mai sau cái thời giờ chúng ta tổ chức lễ phục sinh á, thì chúng ta sẽ có buổi tiệc cùng ăn thông công với nhau và cùng vui vẻ để rồi nói về những điều mà Chúa làm cho đời sống của chúng ta, để khích lệ những người mới họ sẽ nhận biết về Chúa càng hơn nữa. Cảm ơn Chúa.
Chúa ban phước cho cô chú và hẹn cô chú ngày mai. Shalom. Amen. Cảm ơn Chúa. Giờ này cô chú